Chỉ cần nhìn vào một điểm này có thể phán đoán được một người có phúc khí hay không. Thùy Linh xin chào mừng quý vị đến với chuyên mục Nhân sinh mạn đàm của EFN News. Mỗi dịp gặp mặt lễ Tết, chúng ta thường chúc nhau hạnh phúc. Ngoài cửa còn dán chữ phúc treo ngược, nghĩa là phúc đáo, phúc đến nhà. Tất cả đều phản ánh khát khao hạnh phúc, thành đạt của mỗi chúng ta. Thế nhưng, làm thế nào để thực sự trở thành người có phúc khí? Kính mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Viên Liễu Phàm thời nhà Minh, cùng 9 người trong huyện đi thi tiến sĩ, trong đó có một vị tên là Đinh Kính Vũ, trẻ tuổi nhất. Viên Liễu Phàm bảo với người bạn tên Phí Cẩm Pha rằng: "Đinh Kính Vũ năm nay nhất định thi đỗ tiến sĩ." Phí Cẩm Pha nói: "Làm sao mà biết được?" Viên Liễu Phàm đáp rằng: "Khiêm nhường được phúc. Anh xem trong 10 người chúng ta có ai khiêm tốn bằng Đinh Kính Vũ, luôn giữ chữ tín, cung cung kính kính. Trước đám đông, cậu ấy không kiên quyết giữ thành kiến của mình, có thể lắng nghe và tôn trọng ý kiến của người khác mà không hề tỏ chút kiêu ngạo. Dù là chuyện rất nhỏ, cậu ấy cũng nghĩ cho người khác, vì thuận tiện cho người khác. Điều này quả thực khó có được. Một người có thể đạt được cảnh giới cao như vậy, thần linh cũng sẽ bảo hộ cậu ấy. Sao có thể có đạo lý thì trượt được?" Đến lúc công bố danh sách, Đinh Kính Vũ quả nhiên thi đỗ. Trong chương trình lần trước, chúng ta đã biết đến Tôn Thúc Ngào là vị lệnh Doãn, tể tướng tài danh nước Sở thời Xuân Thu trong lịch sử Trung Quốc. Có một cố sự nổi tiếng về Tôn Thúc Ngào như thế này. Một vị trưởng lão ở Hồ Khâu bảo Tôn Thúc Ngào: "Có 3 cái oán, ông biết không?" Tôn Thúc Ngào hỏi: "Những cái nào vậy?" "Tước cao thì bị người ta ghen, chức lớn thì bị người ta ghét, lộc hậu thì bị người ta oán." Tôn Thúc Ngào bảo: "Tước tôi càng cao thì tôi càng tự hạ mình xuống, chức tôi càng lớn thì tôi càng cho là nhỏ, lộc của tôi càng hậu thì tôi phân phát càng nhiều. Như vậy tránh được 3 cái oán đó chăng?" Quả vậy, người cung kính khiêm nhường chẳng những sẽ được công thành danh toại như Đinh Kính Vũ mà còn có thể tránh sự oán ghét của người đời, bảo hộ bản thân khỏi bất trắc và tai họa, giữ gìn được cơ nghiệp tổ tiên. Đó là trường hợp của Chu Công, tên thật là Cơ Đán, là vị khai quốc công thần của triều đại nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông có công giúp Chu Vũ Vương Cơ Phát lập ra nhà Chu, về sau lại phò tá con trai của Vũ Vương là Chu Thành Vương trị vì thiên hạ. Đương thời, Chu Thành Vương muốn phong đất Lỗ cho Chu Công, nhưng vì mang trọng trách phụ chính nên ông từ chối không nhận. Sau đó, Vua Thành Vương quyết định cấp nước Lỗ cho Bá Cầm, con trai thứ 3 của Chu Công. Khi Bá Cầm sửa soạn rời nhà đi nhậm chức, Chu Công nghiêm nghị khuyên bảo con trai rằng: "Bất cứ lúc nào, con cũng không được tự kiêu hoặc tham sắc dục mà buông thả bản thân. Con nhất định phải luôn luôn giữ đức khiêm tốn, như vậy mới có thể cai trị quốc gia cho tốt. Rồi thì phúc lành, vận may của con mới được lâu bền." Sau đó, Chu Công lại bảo Bá Cầm: "Địa vị của ta bây giờ rất cao so với nhiều người trong thiên hạ, nhưng ta vẫn bị khách khứa đến quấy rầy khi đang gội đầu hoặc đang dùng cơm như lúc xưa. Để tiếp khách tử tế đàng hoàng, thường thường ta phải vội vàng bỏ giờ gội đầu, đi ra khỏi phòng tắm 3 lần hoặc ngưng ăn bữa cơm tối đến 3 lần trong một đêm. Dù vậy, ta vẫn e ngại việc đón tiếp nhân sĩ thiên hạ của mình có thể bị thiếu sót, không được tề chỉnh cho lắm. Ta nghe nói bậc nhân sĩ đức độ rộng lớn mà giữ vững được thái độ khiêm cung thì sẽ nhận sự vinh quang đẹp đẽ. Người giàu với đất rộng phì nhiêu, nếu biết tự kiềm chế dục vọng và bảo trì sự tiết kiệm thì sẽ được bình an. Quan chức địa vị cao, nếu giữ được tâm thái nhún nhường thì càng được hiển hách tôn quý hơn. Tướng quân có nhiều binh lính hùng mạnh sẽ đạt được thắng lợi nếu biết lúc phải khiếp sợ.
Người trí tuệ thông minh mà tự xem mình đần độn, ngu si thì sẽ có những lợi ích tốt lành. Người biết văn chương lịch lãm mà giữ được tính khiêm cung thì càng có kiến thức rộng rãi hơn. Sáu điểm này đều là đức hạnh tốt đẹp của tính khiêm nhường. Làm một ông vua phú quý tứ hải, nếu không có lòng khiêm tốn thì sẽ mất tất cả, kể cả mạng sống của chính mình. Vua chủ của nhà Thương, vua kiệt của nhà Hạ đều bị giết bởi tính kiêu ngạo của họ. Còn có thể không khiêm tốn cẩn thận được sao? Trong kinh dịch có câu rằng, có một phương pháp, nếu khiêm tốn trong mọi việc làm và mọi đối xử thì giữ được thiên hạ. Khiêm tốn tới mức trung bình thì giữ được quốc gia. Lòng khiêm tốn ít thì chỉ giữ được bản thân. Đạo trời có hủy diệt điều gì cũng để lại sự khiêm tốn ích lợi. Đất có biến đổi bao nhiêu cũng lưu lại tính khiêm tốn. Quỷ thần, con người, tất cả đều không thích kẻ kiêu căng mà lại ưa chuộng người khiêm tốn. Còn nhất định phải ghi nhớ kỹ những điều này. Không vì được thụ phong nước lỗ mà coi thường nhân sĩ. Lời dạy con của Chu Công hàm chứa trí tuệ sâu sắc của người xưa. Trong 64 quẻ kinh dịch, mỗi quẻ đều có điểm hung, điểm cát. Duy chỉ có quẻ 15, quẻ khiêm, khiêm nhường là không có điều hung, chỉ có điều cát và là quẻ tốt nhất. Nhiều người có thể đều biết khiêm nhường thụ phúc, nhưng bản thân lại cảm thấy khó làm được. Khi năng lực chưa đủ, địa vị chưa cao, tiền bạc chưa nhiều, vân vân thì có thể khiêm nhường. Nhưng một khi danh lợi, tình quyền đều đủ cả thì khó tránh khỏi cảm giác lâng lâng tự hào về bản thân. Hoặc khi lập được công lao cho gia đình, cho đoàn thể xã hội thì cảm thấy mình cũng nên có tiếng nói một chút. Vậy làm sao để nuôi dưỡng được đức tính khiêm nhường, duy trì được phúc khí của mình đây? Trái với khiêm nhường là kiêu ngạo. Chỉ cần buông lơi lòng khiêm tốn thì một người sẽ trở nên kiêu ngạo. Nếu chúng ta biết được tính nguy hại của tâm kiêu ngạo, có lẽ sẽ có thể ước thúc bản thân cung kính khiêm nhường. Thời Tam Quốc, Dương Tu rất tài giỏi nhưng cũng rất cao ngạo, ông ta luôn muốn thể hiện tài năng của mình. Tào Tháo thấy vậy vô cùng khó chịu, bèn giết chết ông ta. Ngoài ra, ngay cả khi lãnh đạo có thể chịu được người kiêu ngạo thì chưa chắc đồng nghiệp của họ có thể chịu nổi họ. Ví dụ như Hứa Dù lập được công lớn trong trận chiến Quan Độ, nên trong quân đội tỏ ra rất kiêu ngạo. Sau này, ông ta còn gọi tên tục của Tào Tháo là Aman, Aman, công trạng của tôi là to nhất. Mặc dù Hứa Dù từ nhỏ đã thân với Tào Tháo, nhưng Hứa Chử, thuộc hạ dưới trướng Tào Tháo không thể chịu đựng được và đã tìm cơ hội giết Hứa Dù. Hoàn Vũ là một mãnh tướng thiện chiến, có dũng, có mưu, một mình đơn thủ độc đấu, rượu ấm, trảm hoa hùng, qua năm ải chém sáu tướng, là anh hùng cái thế. Nhưng Quan Vũ sau khi có được một chút thành công thì kiêu ngạo đắc ý. Khi nghe tin phía Đông Ngô phong Lục Tốn làm tướng thay cho Lã Mông, liền nói: Lục Tốn chỉ như đứa trẻ, không đáng để kinh động. Ngược lại, Lục Tốn vốn là người đam mưu túc trí, khi lên làm tướng lại viết thư dâng lễ lấy lòng Quan Vũ. Quan Vũ đắc ý ngạo mạn, đối với lời can gián của người khác thì khinh thường, không bỏ vào tai, cuối cùng nhận quả đắng bị quân Ngô bao vây và sát hại. Trong Cơ Đốc giáo, Sa Tăng vốn ban đầu là một thiên thần hoàn hảo, ngay chính và khôn ngoan, nhưng ông ta đã trở nên kiêu ngạo và nổi loạn chống lại Thiên Chúa, cuối cùng bị đẩy xuống địa ngục. Chính tầm tự phụ của Sa Tăng đã khiến ông ta sa ngã. Có thể thấy, từ cổ chí kim, từ phương Đông tới phương Tây, kiêu ngạo là trung tâm khiến người ta đánh mất bản thân, phóng túng vô lễ, không tự lượng sức mình, cuối cùng hãm vào tử địa. Quý vị thân mến, cổ nhân có câu rằng, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần thành kính được 10 phần lợi ích. Tôn kính với người, thường được người tôn kính lại. Tôn kính thiên địa thì được thần linh che chở. Tôn kính vạn vật, đi khắp thiên hạ đều gặp điều may. Một người có phúc khí hay không
Trước tiên cần xem lòng khiêm tốn. Sự khiêm tốn là xuất phát từ trong tâm hướng ra bên ngoài, chứ không phải dựa vào hành động cố ý. Cũng không phải xuất phát từ lễ phép, mà từ mỹ đức và nội tâm chân thật. Biết rõ thiếu sót của mình nên tình nguyện hạ mình xuống, học tập những điều tốt từ người khác, vì vậy mà hoàn thiện bản thân. Lão Tử nói, người không tự cho mình là đúng mới có thể phán đoán phân minh sự tình. Người không tự khen mình, công lao của người này mới được khẳng định. Người không kiêu ngạo mới có thể thành đại sự. Để kết thúc chương trình Nhân sinh mạn đàm ngày hôm nay, Thùy Linh xin gửi tặng quý vị một câu danh ngôn của huấn luyện viên bóng rổ huyền thoại người Mỹ John Wooden. Tài năng do Chúa Trời cho, hãy khiêm tốn. Danh tiếng do người khác cho, hãy biết ơn. Tính tự phụ do tự ta cho, hãy cẩn thận. Cuối cùng, xin kính chúc quý vị và các bạn luôn giữ vững đức khiêm nhường, mang lại phúc khí cho bản thân và cả gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại!